chào các bạn. Hiện tại thì Cọc Rúa đang có mặt ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Đây là nơi có sự giao lưu văn hóa ẩm thực giữa người Chăm và người Kinh vô cùng độc đáo. Ở đây thì thịt bò là một trong những loại thực phẩm truyền thống của người Chăm, dùng để chế biến những món ăn đặc trưng như là cà ri nè, hay là tôm lò mò, hay là cơm nị cà búa. Và ngày hôm nay thì Ngọc Tú cũng sẽ thưởng thức một món ăn đến từ bò. Nhưng mà món ăn này phải nói nha, ngon nước xứ Châu Phong luôn. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi khám phá món ăn này nha. Chào cô. Dạ, nghe danh quán mình đã lâu rồi mà tới ngày hôm nay thì mới đến quán mình được. Cô ơi, cho con hỏi là không biết là quán mình hoạt động đến nay là được đã được bao lâu rồi cô? Là 40 năm. Vậy thì không biết là tại sao mà cái món thịt bò này là được nhiều người ưa chuộng vậy, cô bật mí tí xíu được không ạ? Lại là ra lò mình lấy 3 giờ á, mình lấy thịt thịt ngon. Bò mới mặn. Mới mặn đó, bò ngon mình lấy. Vậy là mình đi lấy cái thịt bò này là từ rất là sớm cho nên là thịt còn rất là tươi đúng không cô? Dạ. Không biết là thịt bò của mình là mình có chế biến như thế nào không để mà tạo nên được cái hương vị đặc trưng cho cái món bò không? Là không có chế biến gì, để thịt bò tươi mình nướng. Wow, cho nên là như vậy nên mới tạo nên cái hương vị đặc trưng đúng không dạ. cô? Dạ. Thường thì là mình bán tầm khoảng mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Tới 9 giờ hết rồi cô. 9 giờ là hết rồi. Dạ. Là bởi vì đó là lý do vì sao mà nhiều người nếu mà muốn ăn thì phải đến đây rất là sớm. Vậy thì cô cho con một phần cơm bò với lại phèo hả cô ha? À, ở đây là mình có phần cháo bò nữa đúng không cô? Dạ, cơm có sức cháo. Dạ, dạ rồi. Vậy thì cho con một phần cơm và phần sức cháo nha cô. Anh ơi, em thấy miếng thịt bò của mình nướng rất là ngon. Thì không biết là mình có cái bí quyết gì không để cho cái miếng thịt bò nướng được ngon nè nhà anh. Đúng rồi, nhưng mà lúc mà mình nướng mình để lên than á không có được than nhiều. Có thứ nhất, thứ hai nữa mình nướng á, miếng thịt á có điều nữa là muốn điều á là ví dụ mình nướng cho cái miếng thịt nó đã nó săn lại như vậy rồi mình sẽ chẻ nó ra. Chẻ xe rồi mình để ra mình nướng sao vừa nó chín, vừa người nào ăn chín thì mình nướng chín, người nào vừa tới thì mình nướng vừa tới. Dạ. Nói cái này vừa tới mấy người ta thích ăn. Dạ. Còn người ăn chín thì mình nướng chín thêm chút, chín là chín như thế này. Wow. Đó là lý do vì sao mà giữ được cho cái miếng thịt là vừa chín đều nè, nhưng mà lại rất là mềm và ngọt đúng không anh? Ngọt béo. Ôi, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Mình phải lựa loại thịt bò như thế nào thật là ngon à? Bò thì nó trong cái xương con bò thì chỉ có hai cọng này thôi, nục lưng này thôi. Nó mềm nhất trong con bò mà ngọt nó béo. Đây là cái phần nục lưng phải nói là phần ngon nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Đồ này là hàng bò này là lửa mà. Thank you.
quả thật là để món ăn này ngon đúng điệu thì nguyên liệu chính thì phải thật là tươi ngon đó. Thịt bò thì không cần phải tẩm ướp gia vị gì hết, mà nướng leo ở trên than hồng ăn vào thì nó rất là ngọt luôn. Đây là cái vị ngọt tự nhiên. Bên cạnh đó thì còn có thêm phần phèo nướng nữa. Phèo nướng vừa giòn giòn dai dai, thơm nức mũi luôn các bạn. Và chưa hết đâu, ở trong món ăn này thì có một phần không thể thiếu, đó chính là phần nước chấm. Nước chấm mà thiếu đi trong cái món ăn này thì giống như là thiếu mất một nửa linh hồn vậy đó các bạn. Ngọc Tú thì chưa từng thưởng thức qua cái món nước chấm nào mà có cái vị tương tự như thế này. Hỏi ra thì mới biết, thì ra là cái vị chua ở trong cái món nước chấm này được làm từ trái bứa, là một cái loại trái mà phải nói là mộc phổ biến ở đây. Và quan trọng hơn hết là cái món này khi mà ăn vào thì nó sẽ có cái vị là chua chua ngọt ngọt nè, và có thêm vị mặn mặn cay cay nữa, rất là kích thích vị giác luôn. Cho nên là khi mà ăn cái món ăn này thì nó sẽ hồi tu đầy đủ những cái hương vị đặc trưng của cái vùng miền nơi này đó các bạn. Các bạn hãy thử đi, đến thưởng thức cái món ăn này chắc chắn là các bạn sẽ không khỏi đam mê nữa đâu. Và khi chúng ta ăn cơm bò xong thì có thể ăn kèm với món súp cháo bò ở đây. Món súp cháo bò thì có đầy đủ luôn, nào là huyết nè, rồi còn có thịt bò nè, và các cái loại từ nội tạng từ bò nữa. Khi mà ăn vào thì sẽ rất là thanh ngọt luôn. Nó giúp cho các cái hương vị trong cái món ăn này được trung hòa đó các bạn. Chào chị. Dạ. Cho em hỏi là mình đến từ đâu vậy? Em đến từ Kiên Giang. Từ Kiên Giang. Từ Kiên Giang sao mà mình biết mà mình ghé lên đây mình ăn cơm bò vậy? Lần đầu tiên á, chồng em cũng dẫn em lại đây ăn. Đây là lần đầu tiên mình đến đây ăn. Dạ. Và được sự giới thiệu của anh chồng đúng không ạ? Chị ăn món cơm bò ở đây thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Cảm giác nó ngon, mùi thịt, mùi vị nó ngọt. Là thịt bò thì rất là ngọt. Thịt bò nó ngọt. Dạ. Rồi ngoài ra thì mình còn ấn tượng với cái phần nào ở trong cái món cơm này không ạ? Nước chấm này. Nó vị nó hơi ngọt ngọt chua chua, nói chung là nó ngon. Nếu có dịp đến với vùng đất Tân Châu thì bên cạnh việc tham quan những danh lam thắng cảnh nào với những công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc ở đây thì bạn nhớ là đừng nên bỏ qua những món ngon trứ danh của vùng đất này nha. Chắc chắn là sẽ mang đến cho bạn thật là nhiều điều bất ngờ đó. Thank you.